không sao vậy? 4 người lớn một trẻ em thôi. 4 người lớn một trẻ em. Rồi, chuẩn bị đi lên. Nào có bật lửa thuốc lá không ạ? Bật lửa thuốc lá. Bật lửa thuốc lá, đồ ăn thức uống mình không được mang lên nha, vui lại khỏi hết lại. Rồi ok, gửi lại. Có bật lửa. Rồi. Rồi. Nó hút chứ, nó tắm rồi. Không được, không được, không được. Tên có một anh đi ạ. À, tên đây. Tên gì ạ? Hồ Mạnh Thắng. Anh Thắng. À, anh Thắng. Chúc cho anh Thắng là lấy lại nha. Rồi. Rồi, qua cửa. Qua cửa nào, nhanh lên. Đây, đi. Đây. Bây giờ cả nhà mình sẽ cho mình kỷ niệm ở đây trước, mình bỏ điện thoại, khẩu trang, giỏ những gì không cần thiết cho được cuối hết đi. Rồi. Rồi đứng ở đây để chụp hình. Nhanh lên. Bỏ vô túi. Bỏ vô túi. À. Rồi. Chụp là mua cái mới luôn. Rồi. Chụp được mấy tấm em? 5 tấm đúng không? Rồi em cứ chụp cho 4 người đó chứ đi. Nó vào camera nhé. Cho bé gái chụp riêng tấm. Rồi đang lên tầng 79 nè. Tầng 14 rồi. Lên trời. Mấy chị ở nhà đừng nôn nóng nha. Lên trời. Bị mấy rồi? Bị 8. 79. Rồi. Đây mà lên trời. Sao bỏ ở. U ta chưa? Bị rụt rụt nước tay luôn á. Rụt rụt chưa? Cao không? Cao không? Đây là cao nhất hả? Chưa còn lên nữa. Lâu lâu mình đi lên phố mà đi lên Sài Gòn chứ. Phố Sài Gòn. Chứ ai đi xe máy rồi đứng ở dưới sân rồi ngó cái đi về. Cái này 4 năm trước là mình đứng ở dưới sân cảm bệnh rồi không dám đi lên đây. Đây có chút hồ mình thấy. Có chút thằng em dám đi phải không? Dẫn lên tới đỉnh. Đây nhìn đây nhìn đây chứ. Quýt cao. Quýt cao luôn. Ok. Quýt cao luôn. Hai sống luôn. Ở dưới người tí vậy á. Kẹt tình nhân vậy là chắc về có con rồi. Rồi ngồi đó đi tôi chụp hình cho. Được chưa? Rồi. Sao thấy sao anh Pha? Được không? Đúng để rồi. Không mà cái đây đi ban đêm á thì nó đẹp hơn. Đúng rồi, cái đêm đẹp. Ban đêm á có điện nó đẹp. Có mạnh thích. Có mạnh thôi. Có mạnh thôi. Có anh 4 ngàn. Nhỏ tới đó nó vừa mới lên được tới đỉnh. Mà tới mới tới từng 70 mấy à. Mà tới từng góc. Lấy nữa mình sẽ lên từng góc. Từng cao ngút nhất. Thế gian đời sống mà với có chút này thôi còn là gì bằng đúng không? Yeah. Đỉnh cao, đỉnh cao quốc thành phố Sài Gòn. Đỉnh luôn á. Thành phố Sài Gòn. Có anh bố này là đỉnh. Ngồi lên. Uống nước không người 78 tầng 79 tầng. Giờ mình chỉ uống nước bình thường thôi mà có màu 78-90 tầng gì đó. Chưa kịp, chưa kịp, chưa kịp, chưa kịp, chưa kịp, chưa kịp,
Rồi bây giờ đi lên tầng 81 nha. Lên tầng 81 luôn. Đi lên tầng 81. Lên tầng 81 thôi. Má đông ba, má đông. Gió má đông, gió má đông. Tầng 81 nha. Đây là cầu kiến. Đây là cầu kiến. Hả? Chứ bé Su này đã ha. Chạy miệng đã luôn. Bé Su chạy miệng đã luôn. À, đi lên. Mát không? Mát không? Có mấy giò má. Đây nữa nè. Hả? Ba gỡ đi, ba gỡ ra, ba để mắt vô. Không không, ba gỡ này nè. À, ba để dí mắt vô, sát vô. Thấy không? Thấy mờ mờ hả? Thấy mờ. Thấy nó mờ mà nó gần nè. Mờ hả? Mờ lắm, mờ thua mình nhìn ngoài nè. Nhưng mà ba nhìn ra thấy nó thấy nó thua lại gần. À, thấy mấy tòa nhà đúng không? Đúng rồi, nó thua lại gần. À. Đẹp không? Đẹp không? Gần. Gần không? Đâu hả? Có kìa đâu. Kế. Hãy vô chịu lỗ quá mẹ. Pha lên đây pha. tám mươi mốt tầng đây, bây giờ mới tầng 81 nè. Đây là tầng 81 này. Hello, xin chào. Chết cho vác cái bụng đi không nổi rồi. Nhỏ tao lớn gì vậy trời. Cái xin bị điếc tới giờ. Từ 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 anh pha rồi. Đó, chuẩn bị lộn dữ luôn. chưa đi đâu thấy không, để tha cái bấm này, bấm này không, từ chưa mà nó chưa mà. À đó bị rồi đó. Từ đó, cái quỷ đó. Không biết đi liền không hả? Chào lên, đúng rồi. Leo lên tiếp anh Pha. À đúng rồi. Ừ. Lên chưa? Lên tới đây đứng lại không? Rồi. Đâu, tới tầng đây đứng lại không? Lên tiếp đi, chưa tới mà. Lâu sao đi lẹ, nhau lẹ cái gì lắm leo. Giờ đi ra đó, đang đi ra đó. Hả? Lên nữa đi, lên đây đây. Cái quay à? À. Trời, anh nhìn xuống rồi. Rồi. Rồi, ngước lên cao lên trên đỉnh rồi nha. Có cái vòng tròn nhấp nháy đúng không? Đúng rồi, giơ tay phải anh lên. Giơ tay phải, cao lên. Buông cái nút ra. Rồi. Bấm nút được không? Bấm nút vô, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống nhìn. Rồi, đã kéo lên. Để xuống đậu.
chưa? Xuống chưa? Chưa. Rồi bây giờ mới nhảy nè. À, bước lên chỗ cái cầu á. Rồi. Rồi. Hết chưa? Hết chưa? Rồi đi qua đây lấy hình nè. Qua lấy hình. Qua lấy hình. À, mà đi ra đây chơi đi ba. Ra đây nè. Ủa, phim đâu rồi? Ba ba hả? Ở đây là ngoài trời luôn đó ba. À, ba đứng đây ba đứng. Má không? Ngoài trời luôn. À, ngoài trời luôn đó. Gió thổi ngoài trời luôn đó. Má không? Trên đó là mấy cái tháp rồi đó. Đó, cái đây là ngoài trời luôn đó. Ngoài trời luôn hả? À, đây nè, chỗ đây nè. Đeo vàng bò đồ đúng không? Wow. Đẹp không? Đẹp không? Rồi, đi xuống lại nè. Đi xuống nè. Đi xuống từng tiền ốp. Tầng 8.000 một trên. Bây giờ đi xuống tầng cuối. Tầng 3. Được không? Được rồi.